Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Yêu sĩ Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một cái vấn đề muôn thuở Đó là tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ Hay chúng ta hay gọi là kính ngữ trong các đề thi cho PT Sắp thi đúng không? Mà cấp độ nào nó cũng ra N4, N3, N2, N1 đều ra Các năm đều có, nói thẳng câu như vậy luôn Các năm đều có, nhá Thế mà nhiều bạn hiện tại vẫn đang cực kỳ mông lung, cực kỳ không... Không hiểu rõ ở phần này N4, N3 thì ở, em mới học, em không rõ, em không hiểu Nó khó lắm N2, N1 thì bảo, Ui, em học lâu rồi, em quên rồi Lúc mà dở lại thì em thấy phức tạp Em thấy nhiều chữ quá, thì em cũng chịu Em chỉ mơ mơ màng màng mà thôi Thì chúng ta sẽ cùng nhau Giải quyết nó, học đúng bản chất của nó Một cách cực kỳ đơn giản Cực kỳ ngắn gọn Duy nhất trong một video này thôi Ok? Và cái trình độ Để xem video này Đó là gì? học sinh lớp năm mà xem được cực kỳ dễ hiểu không có gì phải sợ ok video dành cho học sinh lớp năm ít nhất ok let's go đầu tiên này chúng ta phải đi vào cái bao quát chung tôn kính ngữ khiếm nhường ngữ là gì thực ra này nó có một cái gọi là kính ngữ trong kính ngữ này nó có ba cái thể lịch sự tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ thế thể lịch sự là cái gì thể lịch sự là cái mà các bạn vẫn học đấy Mát sự đề sự đấy là thể lịch sự thế nhưng mà cái mát sự đề sự nó chỉ thể hiện cái 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 cái, cái gì nhở cái sự tôn kính cái sự uh, thành ý là đúng là thành ý với đối phương thôi nhưng người nhật thấy nó vẫn không đủ người nhật vẫn muốn có một cái cách sử dụng nào đấy mà nó 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 cúi mình hơn nữa mà nó nâng đối phương lên hơn nữa đó đó là lý do hai ngày sinh ra Thế sinh ra để làm gì? Đây Đúng không? Nhìn cái mũi tên này Nâng đối phương lên Và dìm mình xuống Thế khi mà người ta nâng đối phương lên Thì người ta phải tôn kính đúng không? Thì đó khi mà người ta nâng đối phương lên ấy, Là lúc người ta dùng tôn kính ngữ Hay tiếng nhật người ta gọi là Sông kê gỗ Né, kê Thế khi mà dìm mình xuống Người ta phải dùng khiêm nhường ngữ Hay tiếng nhật gọi là e Kenjo gỗ không, không cần nhớ cái từ tính nhân này cũng được hiểu là được ok đó cần một cái trạng thái như này cần một cái trạng thái mình ở dưới và và đối phương đứng trên đấy là lý do sinh ra hai anh này cụ thể hơn hay là đơn giản hơn này đi từng thằng một khiêm nhường ngữ nói một cách cực kỳ đơn giản cực kỳ đơn giản này nó là hành động của mình thế thôi hành động của mình khiêm nhường ngữ là hành động của mình hiểu như thế này là trong bài thi đã bớt đi được cực nhiều lỗi sai rồi hành động của mình và một và một cái trường hợp đặc biệt đó là hành động của những người phía mình thế, thế nào là những người phía mình là những người không phải là mình đúng không nhưng là những người thuộc phía mình hay là phía người nói khi nói chuyện khi nói chuyện với đối phương mà đối phương là người mà chúng ta cần cần nâng lên chứ không phải là cái người thuộc phe mình hiểu không ví dụ nói chuyện với cả đối phương mà mình nói về hành động của con của mình, tuy con của mình là người khác nhưng chúng ta vẫn sử dụng khiêm nhường ngữ vì con của mình là những người thuộc phía mình. Ok. Hay nói chuyện với khách hàng. Thì sao? Khách hàng gọi điện đến, khách hàng là người chúng ta cần phải nâng lên, đúng không? Thì khách hàng gọi điện đến hỏi là giám đốc anh có ở đấy không? Thì giám đốc của mình tuy là giám đốc của mình thật đấy, là người đứng trên mình thật đấy, nhưng so với khách hàng thì chúng ta vẫn phải cùng nhau cúi xuống trước khách hàng. Cho nên, vẫn phải bảo là Có anh sếp giám đốc Tanaka ở đấy không? Thì mình mới bảo À, Tanaka không cần dùng sằng luôn Tanaka ở ima hay là tadaima Olimasen Khiêm nhường ngữ của imasen Hay là gì? Sekio hazushite Không có cái ghế của anh ta Ok? Tôi không nhìn thấy đâu cả Đó Hiểu chưa? Đơn giản đúng không? Dễ hiểu đúng không? Thế thì Từ cái thể lịch sự bình thường Hay là từ cái thể từ điểm bình thường chúng ta chia sang nó chia nhiều bạn sợ đúng không? Chúng ta biến đổi sang, chúng ta lắp ghép công thức sang khiêm nhường ngữ là như thế nào? Thì nó có cái cách có công thức và cách đặc biệt. Đặc biệt chúng ta để hết cuối bài. Ok? Chúng ta đi cái công thức đã. Công thức thì thường có công thức chính là công thức này. Công thức chính là công thức này đối với khiêm nhường ngữ hành động của mình. Ok? Về ma sự thì chúng ta như nào? Bỏ mát sự đi và thêm ô hoặc go đằng trước và thêm shimas đằng sau. Yobimasu Gọi thì là gì? Oyobishimasu Hay là kakimasu Viết Thì ví dụ như là tôi đã viết một cái đoạn sakubung Đoạn văn đúng không? Sakubung o okakishimasta Né? Hay là sanka shimasu e, Setsume shimasu Thuyết minh giải thích Sanka tham gia đúng không? Thì chúng ta thành là gì? Go setsume shimasu Go sanka shimasu Ít đấy Dễ không? Rất là dễ tiếp theo đến ở à đấy ok đây là cái cái mẫu đầu tiên cái cách lắp ghép đầu tiên và là cách lắp ghép chính ok tiếp theo đến thằng tôn kính ngữ này nó sẽ hơi phức tạp một tí nó là hành động của đối phương okay, ok chưa hành động của cái người mà mình cần nâng lên cao nhất không phải là người phía mình ok đấy tất nhiên nếu mà nhá nếu mà trong công ty không có khách gì cả Đối với sếp chúng ta vẫn sử dụng kính ngữ đối với sếp bình thường Nhưng nếu có khách hàng thì câu chuyện lại khác Hiểu không? Đó nhiều đơn giản Tôn kính ngữ là hành động của đối phương Đó Thế Cách một Cách lắp ghép số 1 Đó là gì? O cộng V mát sự bỏ mát sự Cộng Nhi narimasu Ii Wakarimashita ka Anh đã hiểu chưa? Thì thành là gì? O wakari ni narimashita ka đó Hay là gì? Ngồi ở ghế đúng không? Thì là gì? Isu ni suwarimasu Nhưng Cái từ suwari Suwaru Suwarimasu Nó là một cái kính ngữ đặc biệt Cái tôn kính ngữ đặc biệt Và thường là chuyển sang là Kakemasu Isu ni kakemasu Thì thành Isu ni okake ni narimasu Ý desu Những cái thằng đặc biệt này Cuối bài Ok Cách lắp ghép số 2 À từ từ đã đây, đây là cái công thức của nó Và này Không dùng cho động từ một âm tiết Như nemas hay là mimas Ok Cách số 2 này O hoặc go Cộng kudasai Hay là itadakemasen ka Đúng không? Chúng ta nhớ lại này Cái tôn kính ngữ là hành động của ai? Hành động của đối phương Mà đối phương thì thường khi mà chúng ta dùng Tôn kính ngữ khiêm nhường ngữ là khi gì? Là khi nhờ đối phương là khi nói một cái hành động của đối phương gì đấy mà làm giúp cho mình đấy Đó, thì hồi xưa chúng ta hay nói là Nani nani, shite kudasai Nani nani, shite kuremasen ka, shite kudasai masen ka, shite itadakemasen ka Thì bây giờ chúng ta phải chuyển thành như này Ok? Hoặc là bạn nào mà muốn hiểu bản chất ấy, thực ra thì bản chất thằng này là, là gì? Kudasaru Thằng này là gì? Itadaku và từ cái kudasai này, cự này các bạn có thể biến đổi thành nhiều cái ví dụ như những cái ví dụ này đúng không? Oshiete kudasai chúng ta nói là gì? O oshiete Đúng không? Hãy nói cho tôi biết, hãy giảng cho tôi. Hay là Matte kudasai, hãy đợi thì là đúng không? Shoshu shoshu Chốt tổ đấy lịch sự hơn của chốt tổ. omachi kudasai. Né Thế ví dụ ba này ví dụ hai tệ hai được là vào đúng không hai tệ itadaku mà hai tệ kudasai mashita thì chúng ta nói như nào đã vào trong đó giúp chúng tôi rồi naka ni o hai đi itadaki mashita đó mata go len laku itadake masen ka đó và bằng cái kudasa được bằng cái itadaku này chúng ta có thể biến đổi rất là nhiều đúng không o oshie Kudasai masen Anh có thể dạy cho tôi được không chẳng hạn Hay là gì Bạn ấy, bạn ấy đã đợi tôi rồi chẳng hạn thì là gì Hay là sếp đã đợi tôi thì là gì Omachi kudasai ka Đúng nào Đó chúng ta biến đổi rất là nhiều Isuka. Đây là cách lắp ghép số 2 Nhớ chưa Tiếp này Cách lắp ghép số 3 Thể bị động Đó khi sử dụng thể bị động thì ngoài nghĩa là bị làm cái gì đó, được làm cái gì đó thì còn một nghĩa nữa đó là tôn kính ngữ, hành động của đối phương mà chúng ta cần nâng lên, đúng không? Thì cách chia như thế nào thì học sơ cấp rồi đúng không? Thế nhiều bạn hỏi phân biệt như thế nào? Cái này thì bắt buộc là chúng ta phải nhìn ngữ cảnh thôi, nghe nhạc hiệu đoán chương trình thôi, không có cách nào khác. Vì vậy cho nên những bạn nào mà chưa sử dụng quen kính ngữ thì khi mà chúng ta nói thì chúng ta đừng nói như thế này ừ, đừng đừng dùng những cái này vì chúng ta dễ nhầm Ok còn chúng ta phải biết để chúng ta làm bài İyiですね? ví dụ Na gì Ok quên, quên. Na Master anh đã đến lúc mấy giờ thì thành gì nên gì đó anh đừng lo lắng nhé xinpa nay để ta thì nói là gì xinpa để hiểu chưa đơn giản đúng không? đó chỉ có ba cái lắm như thế thôi. Ít nhất. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với các cái dạng đặc biệt đó, các cái trường hợp đặc biệt. Nhưng mà ở đây mình mở ngoặc trường hợp đặc biệt nhưng lại không đặc biệt. Nhiều người bảo ông này giảm linh tinh, ông này giảng khó hiểu đấy. Thế thế nào gọi là đặc biệt? Đặc biệt bởi vì nó không theo công thức nào cả. Thế thế nào gọi là lại không đặc biệt? Đó là bởi vì thực ra này những cái anh này mới là những cái chính của kính ngữ mới là những cái kính ngữ tôn kính ngữ khiêm nhường ngữ hay dùng nhất hay dùng nhất và khi mà dùng kính ngữ khiêm nhường ngữ người ta sẽ ưu tiên những cái này trước tức là có những cái thể lịch sự tức là có những cái từ gốc có thể chuyển đổi theo cách đặc biệt này cũng có thể chuyển đổi theo những công thức này nhưng người ta sẽ ưu tiên cái nào trước Người ta sẽ ưu tiên những cái thằng đặc biệt này trước. Cho nên mình mới nói là nó lại không đặc biệt mà nó là những cái chính. Ok. Đầu tiên là thằng shimas, một cái động từ cực kỳ cơ bản. Khi mà thành khiêm nhường ngữ đúng không? Hay động của mình thì nó thành itashimas hoặc sasete itadakimas. Tại sao mình lại làm vàng hai thằng này? Nhấn mạnh nó bởi vì khi mà đúng không? khiêm nhường chúng ta xem lại đây đây công thức lắp ghép của khiêm nhường ngữ đây thì này khi mà nó, nó, nó như thế này rồi ô bi này thì cái shimasu sự này còn để cho nó khiêm nhường nữa người ta thường người ta biến đổi cái shimas thành này thành itashimas ô itashimas hay ô yobi sasete itadakimas nhé go setsume itashimas sa sê tê itadakimasu. Né, đó, 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 đó. Ii desu ka? Còn tôn kính thì thằng này nó thành nasaimasu. Né, và nói rõ hơn này, thằng này nó sẽ hơi khác một chút với thằng này. Thằng sa sê tê itadakimasu này. Ý nó mang hàm ý là nó xin phép làm một việc gì đó Cho nên khi mà muốn xin phép Mà muốn dùng khiêm nhường ngữ Thì nói là gì? À, これを、は何々をさせていただいてもいいですかはい、させていただいてもよろしいでしょうかいいですね。で、手をね、言います。はい、申します。ハフガイと場合もみんなあるわ。何に、ね、私はギアと申します。私はハノイから来ました。もうあいがとう。今、ザビヒいがあるんよ、番にて。と申します。ただ、と言いますね。 đúng không? Hay lịch không phải lịch sự mà là khiêm nhường hơn nữa thì to moshiagemas. Thế tôn kính ngữ của nó là oshaimas, oshaimas, nhé. Tiếp theo này, ikimas hay là kimas đều dùng chung khiêm nhường ngữ và tôn kính ngữ. Ê, thầy nói cái gì khó hiểu đấy. Tức là sao? Khi mà các bạn nghe thấy mai đi mas thì nó là khiêm nhường ngữ của cả hai thằng này Tức là hoặc nó có thể là Ikimasu Hoặc nó cũng có thể là Kimasu Đó, chúng ta phải Hiểu cái bối cảnh để chúng ta dự đoán Sẽ là đối phương đang nói về cái việc đi hay là việc đến Ok Hồi xưa cũng thế đúng không? hay nói Nani nani kara mairimashita đúng không? Đó, nó là như thế Nani nani, nani kara kimashita đấy đúng không? Hay là Oide ni narimasu đều là tôn kính ngữ của hai này. Né? Thế và có một cái điều thú vị nữa đó là gì? Cả thằng ikimas kimas lẫn thằng kimas tức là nghe này cũng đều nói được với cái khiêm nhường ngữ là ukagaimas. Né? Tôi mới nghe là anh anh bị bệnh đúng không? À, to o ukagai shimashita ga. À đó, nói đến đó thì sao? Đáng nghĩa là Biyoki ukagai mashita ga. Đúng không? Nhưng chúng ta thêm một cái bước nữa Ukagaimasu lại lắp thêm cái công thức của khiêm nhường ngữ vào cũng được Dùng hai cái vừa dùng công thức à, tức là Vừa biến đổi sang cái trường hợp đặc biệt Vừa dùng công thức cũng được Với cả khiêm nhường ngữ và kính ngữ Ok? O Ok? Đó Tiếp theo này Shirimasu biết Thì khiêm nhường ngữ nó là Zonjiagemasu Zon, zon, Tôn kính ngữ là gozonji. Anh có biết không? Shitte ka thì là gì? Gozonji desu ka? Gozonji desu ka? ka? Anh đã biết rồi à đúng không? Gozonji deshita ka? Đó. Tiếp theo này. Imasu. Imasu thành gì? Orimasu. Khiêm nhường ngữ. Tôn kính ngữ irasshaimasu. Giống thằng này đúng không? Irasshaimasu Vậy irashaimasu có rất là nhiều nghĩa Đó Tiếp theo này Tabemasu, nomimasu Ăn và uống, đúng nào Thì khiêm những ngữ là gì? Itadakimasu Tức là moraimasu đúng không? Itadakimasu Trước khi ăn, trước khi uống, tức là gì? Mình xin phép, mình nhún nhường lại Mình xin phép, mình nhận cái này Từ từ ai làm ra món ăn hay là từ Mọi người đã trồng ra, đã uh, Làm ra những cái món ăn này, ok? Thế thì tôn kính ngữ của nó là Thực ra thằng này ốp nguyên cái công thức không mà cũng được, đúng không? Ốp nguyên công thức không của tôn kính ngữ cũng được. Taberaremas. Ok, ne. Onomi ni narimas. Ok, ne. tôn kính hơn nữa, Messiah Galimas. Ý đấy Kimas, kimas này này là mặc quần áo vào thì nó đặc biệt nó chỉ có tôn kính ngữ thôi còn khiêm nhường chúng ta lại lắp vào uh, công thức bình thường nó là o ni narimasu". nhiều bạn hay nhầm hai thằng này đừng nhầm nhá meshi agarimas thì là như này còn meshi o ni narimas thì nó lại thành kimas đó cất tận nhầm hai meshi này cùng chữ hán của nhau mình không viết chữ hán vì nhiều bạn nhìn chữ hán này lại sợ sợ ok tiếp theo này thể lịch sự aimas thì khiêm nhường là o me ni kakarimasu" việc mình gặp ai đó thì mình nhún nhường xuống mình ome ni kakarimasu ok mimasu thì khiêm nhường ngữ là hai ken shimasu tôn kính ngữ là goran ni narimasu ii desu ka cuối cùng suwarimasu ngồi thì là gì okake ni narimasu vừa nãy là chuyện đúng không đó và còn một vài từ nữa ví dụ như yomimasu hay là karimasu đọc hay là mượn ấy thì người ta cho chữ hai là chữ bái ở trước ấy giống như kiểu cái hai kia này này đó khi mà trở thành khiêm nhường ngữ hai shimasu hai shaku hai ướcしますねいいですか chúng ta vừa cùng nhau giải quyết xong phần kỳ ngữ nó chỉ đơn giản như vậy thôi tất nhiên tất nhiên nếu mà chúng ta đi sâu vào từng cái ngóc ngách từng cái kẽ một tức là có những cái công thức nó nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ hay là có thêm những cái từ kính ngữ khiêm nhường à, khiêm nhường ngữ tôn kính nó đặc biệt đi sâu vào đấy thì nó rất là dài và cái video này nó trở thành video một tiếng 2 tiếng 3 tiếng nhưng mình nghĩ nó không cần thiết 90% những kiến thức hơn 90% những kiến thức mà nó sẽ thi vào phần kính ngữ là những cái mình đã vừa nói với các bạn rồi cho nên các bạn cứ yên tâm và thậm chí người Nhật họ cũng không biết được nhiều những kiến thức về khiêm nhường ngữ tôn kính ngữ đâu thậm chí đầy ông Nhật ông nói sai bừa rồi, mấy từ kính ngữ các bạn cho nên chúng ta không cần phải quá lo lắng ìですか? Và cuối cùng thì mình cái câu chuyện không liên quan đến bài đâu thì mình đang rất là phân vân về kiểu tóc không biết nên để kiểu tóc nào. Hôm trước vừa để cái kiểu tóc của cái anh uh, Park ở trong cái phim Thư ký Kim ấy nhưng mà để nó trả ra cái gì nó không hợp với đồ mình. Cho nên bạn nào có thể tư vấn giúp mình một kiểu tóc cho nó phù hợp không? Ok? Ok. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy, bye bye.